Xin chào các bạn, sau một tuần thì chúng ta lại gặp nhau trong số tiếp theo của tạp chí Bóng Chuyền. 7 ngày qua thì người hâm mộ đã được chứng kiến rất nhiều diễn biến hấp dẫn từ ASEAN Grand Prix 2022 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho tới những trận đấu đỉnh cao tại FIVB World Championship với chức vô địch thuộc về tuyển Ý. Ngoài ra là những thông tin bên lề rất đáng chú ý và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Sau ABC Cup 2022 thì các cô gái Việt Nam tiếp tục bước vào ASEAN Grand Prix 2022 với 3 trận đấu trong vòng 3 ngày. Dân quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những chiến thắng ấn tượng trước Indonesia và Philippines với cùng tỷ số 3-0. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể vượt qua cái bóng Thái Lan khi nhận thất bại trong trận đấu cuối cùng. Dù set 3 Thanh Thúy và các đồng đội đã chơi rất tốt, nhưng từng đó là chưa đủ để Việt Nam có một set thắng trước người Thái tại giải đấu lần này. Dẫu vậy, với kết quả trên, các cô gái Việt Nam vẫn hoàn thành chỉ tiêu giành vị trí A1 cùng mức thưởng 20.000 đô la Mỹ. Về danh hiệu cá nhân, Việt Nam cũng đóng góp hai cái tên là Thanh Thúy ở vị trí chủ công xuất sắc nhất và Nguyễn Thị Trinh ở vị trí phụ công xuất sắc nhất. Nếu Thanh Thúy là cái tên không cần phải bàn cãi, thì Nguyễn Thị Trinh hoàn toàn xứng đáng được vinh danh với màn trình diễn ấn tượng của cô gái ở giải đấu năm nay, đặc biệt là trong trận đấu với Philippines. Với những gì đã thể hiện, Trinh sẽ là người kế cận vị trí phụ công của đội tuyển Việt Nam mà Ngọc Hoa và Kim Huệ để lại. Sau khi kết thúc ASEAN Grand Prix 2022, ngay trưa ngày hôm sau đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lên đường trở về quê nhà. Sau 10 tiếng bao gồm quãng đường di chuyển đường bộ từ Nakhon Ratchasima tới Bangkok và từ Bangkok bay về Nội Bài, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã trở lại Việt Nam vào chiều ngày 12 tháng 9, kết thúc chuyến tập huấn và thi đấu kéo dài 7 tuần. Tuy nhiên, trong chuyến bay của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có sự xuất hiện của ngôi sao Thanh Thúy. Cô đã nói lời tạm biệt đồng đội để bay thẳng tới Nhật Bản hội quân cùng PFU Bluecast chuẩn bị cho mùa giải V-League 2022-2023 diễn ra vào cuối tháng này. Kết thúc ASEAN Grand Prix 2022 thì bóng chuyền nữ Việt Nam đã có bước tiến lớn về mặt thành tích khi về đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc, xếp sau chủ nhà Thái Lan. Dẫu vậy thì đây vẫn là một giải đấu thành công với đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt để khép lại mùa giải 2022. Sau đây thì hãy cùng điểm lại những cây ghi điểm xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải đấu lần này nhé. Trong số cả 3 trận đấu tại ASEAN Grand Prix, Khủng Long Thanh Thúy đều là người ghi điểm nhiều nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. 20 điểm trước Indonesia, 13 điểm trong chiến thắng trước Philippines và 17 điểm trong trận đại chiến với Thái Lan. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Thanh Thúy được vinh danh là chủ công xuất sắc nhất của giải đấu. Cô chủ công 25 tuổi không chỉ nổi bật với lối chơi tấn công đa dạng, mạnh mẽ và đầy uy lực, cô còn cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong khâu phòng ngự, đặc biệt là ở khả năng chắn bóng sau thời gian dài thi đấu ở Nhật Bản. Sau khi cùng Việt Nam hoàn tất chiến dịch tại ASEAN Grand Prix 2022, Thanh Thúy sẽ đáp chuyến bay sang Nhật để hội quân cùng PFU Bluecast. Cô sẽ tiếp tục thi đấu ở giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Nhật Bản V-League trong mùa giải kế tiếp. Bên cạnh Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh cũng là gương mặt thi đấu nổi bật nhất của tuyển nữ Việt Nam ở cả hai giải đấu là ABC Cup lẫn ASEAN Grand Prix 2022. Đối truyền thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Thông tin thi đấu ngày một tiến bộ và dần trở thành trụ cột dưới thời của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong 3 trận đấu vòng bảng ASEAN Grand Prix, Kiều Trinh đã ghi tổng cộng được 31 điểm. Không chỉ là cây ghi điểm số 2 của đội, cô gái trẻ sinh năm 2001 còn cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự. Nếu tiếp tục cải thiện khả năng bước 1, Kiều Trinh hoàn toàn có thể trở thành vận động viên toàn diện nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Với màn trình diễn ấn tượng, Kiều Trinh cùng Phạm Thị Nguyệt Anh đã nhận được lời đề nghị từ câu lạc bộ nổi tiếng của Thái Lan là Nakhon Ratchasima. Nếu nhận lời thì đây sẽ là một bước tiến trong sự nghiệp của hai vận động viên nữ này. Tuy không chắc chắn trong khâu phòng ngự như Nguyễn Thị Trinh, nhưng Trần Thị Bích Thủy lại cho thấy sự tiến bộ ở khả năng tấn công. Xuyên suốt ASEAN Grand Prix 2022, phụ công của Hóa chất Đức Giang duy trì hiệu suất ổn định và có được tổng cộng 25 điểm sau 3 trận đấu. Chiều cao và sức bật tốt khiến Bích Thủy luôn là lựa chọn hàng đầu ở vị trí phụ công, dù là ở câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia. Sau đàn chị Ngọc Hoa thành công trên đất Thái, cô gái quê Hà Tây đã nối tiếp đàn chị và mang về những danh hiệu đầu tiên cho chuyến xuất ngoại của mình. Bóng chuyền nữ Việt Nam đang trong giai đoạn thiếu những phụ công giỏi, nhất là sau khi Ngọc Hoa, Kim Huệ và Bùi Thị Nga nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia. Chính vì vậy, sự tiến bộ của Bích Thủy là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Hy vọng những thành công ban đầu sẽ là bước tạo đà cho sự phát triển trong tương lai của một phụ công hàng đầu Việt Nam như Bích Thủy. Sau 2 tuần tranh tài thì nội dung nam của giải bóng chuyền vô địch thế giới FIVB World Championship đã khép lại với chức vô địch đầy thuyết phục thuộc về đội tuyển Ý.
Sau là trận vòng bảng có phần dễ thở thì Ý tiến vào vòng đấu loại trực tiếp đầy thử thách khi chạm trán những đội bóng khó chơi như Cuba, Pháp và Slovenia. Tuy nhiên thì chướng ngại lớn nhất chờ đợi họ ở trận đấu cuối cùng chính là Ba Lan. Không chỉ có phong độ rất cao, đoàn quân trắng đỏ còn nắm giữ lợi thế rất lớn khi được chơi trên sân nhà. Sportex Arena với sức chứa gần 12.000 chỗ ngồi đã được niêm chật. Với quyết tâm và tận dụng lợi thế sân nhà, Ba Lan có set khởi đầu ấn tượng bất chấp những nỗ lực bám đuổi của đối thủ. Alexander Sulica là cầu thủ để lại dấu ấn lớn nhất trong set 1 với 7 điểm cùng hiệu suất đạt 40%, qua đó giúp Ba Lan giành chiến thắng 25-22. Nhưng chỉ một mình Sulica xuất sắc thôi là chưa đủ so với bộ ba của đội tuyển Ý. Đội bóng Á Thiên Thanh sở hữu những cầu thủ trẻ xuất sắc như Lavia, Alessandro Micheletto hay Yuri Romano và họ lần lượt tỏa sáng để mang về chiến thắng. Nếu như Lavia mang về 6 điểm trong set 2 để giúp Ý giành chiến thắng 25-21, thì sang set 3 màn trình diễn của Micheletto với 7 điểm, trong khi Yuri Romano vẫn âm thầm xuất hiện mỗi khi hàng công của Ý có dấu hiệu bị bất bại. Bộ ba này lần lượt mang về 19, 14 và 13 điểm để giúp đội tuyển Ý hạ gục hoàn toàn đội chủ nhà với tỷ số 3-1. Sau thập kỷ vàng với 3 chức vô địch thế giới liên tiếp vào những năm 1990, 1994 và 1998, bóng chuyền Ý từng lâm vào thời kỳ khủng hoảng và giờ đây sau 24 năm họ mới lại có chức vô địch thứ tư của mình. Tuy nhiên, huy chương vàng FIVB World Championship 2022 không phải là giải đấu đầu tiên đánh dấu màn tái xuất của bóng chuyền Ý. Họ đã trẻ hóa đội hình trong 2 năm gần đây và liên tục có được thành công nhờ một thế hệ trẻ vô cùng tài năng. Còn với Ba Lan, dù đã cải thiện thành tích từ vị trí thứ 3 Volleyball Nations League tới Á quân FIVB World Championship, tuy nhiên, những người hâm mộ đại diện châu Âu vẫn không thể giấu nỗi thất vọng. Được thi đấu trên sân nhà, Ba Lan rất quyết tâm giành chức vô địch, tuy nhiên việc thiếu vắng ngôi sao Wilfredo Leon vẫn là thiệt thòi quá lớn. Sau khi nội dung nam FIVB World Championship 2022 khép lại, người hâm mộ bóng chuyền thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến nội dung nữ thi đấu từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 tại Hà Lan và Ba Lan. Các đội tuyển quốc gia cũng đang gấp rút chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này. Đại diện của Đông Nam Á là Thái Lan nằm ở bảng B cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Ba Lan, Cộng hòa Dominica và Croatia. Nếu chơi đúng sức, Thái Lan có thể cạnh tranh 104 tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8. Sau khi giành được tấm huy chương bạc trên đất Thái, thì Hoàng Thị Kiều Trinh và Phạm Thị Nguyệt Anh đã được câu lạc bộ Nakhon Ratchasima ngỏ lời. Nakhon Ratchasima là một trong số những đội bóng top đầu của Thái Lan. Câu lạc bộ này từng 4 lần vô địch giải vô địch quốc gia Thái Lan ở những mùa giải 2006, mùa giải 2007, mùa giải 2013-2014 và mùa giải 2018-2019. 2 lần giành vị trí Á quân ở mùa giải 2017-2018 và 2020-2021 và 7 lần giành vị trí thứ 3. Ở giải đấu Thái Đan Mạch Super League, Nakhon Ratchasima đã 2 lần giành vị trí Á quân và 3 lần giành vị trí thứ 3. Ngoài ra thì ở giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ châu Á năm 2021 thì đội bóng này đã xuất sắc và giành vị trí Á quân. Nakhon Ratchasima cũng đang là đơn vị chủ quản của chủ công Chachuan, một trong những chủ công hàng đầu của Thái Lan và hiện đang thi đấu cho một câu lạc bộ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, libero của tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan là Nuttapon Saniklang cũng đang là thành viên của câu lạc bộ này. Trong khi đó thì Hoàng Thị Kiều Trinh và Phạm Thị Nguyệt Anh là hai trong số những gương mặt nổi bật của làng bóng chuyền Việt hiện tại nói chung và câu lạc bộ Bộ Tư lệnh Thông tin nói riêng. Hai cô gái người Quảng Bình đã có những sự thể hiện khá tốt ở hai giải đấu quốc tế vừa qua. Tại ABC Cup 2022 thì Phạm Thị Nguyệt Anh là một trong số 3 cô gái ghi điểm nhiều nhất cho tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng. Chủ công của Bộ Tư lệnh Thông tin đã không được người hâm mộ đánh giá cao trước khi ABC Cup 2022 khởi tranh. Nhưng càng thi đấu thì Phạm Thị Nguyệt Anh lại càng thể hiện sự tiến bộ và dần dần trở thành một trụ cột của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đặc biệt là trong trận đấu với gã khổng lồ Trung Quốc, Nguyệt Anh chính là một trong những nhân tố chủ chốt đem về 2 set thắng lịch sử của tuyển nữ Việt Nam trước đội bóng láng giềng. Điểm mạnh của Nguyệt Anh chính là khả năng tấn công đa dạng nhờ sức bật tốt cùng sự dẻo dai. Cô gái 24 tuổi này cũng thể hiện sự tiến bộ ở khâu phát bóng, phòng thủ, tấn công hay chắn bóng. Mặc dù vẫn còn vài thiếu sót ở bước 1, nhưng Nguyệt Anh vẫn xứng đáng được khen ngợi với 26 điểm ghi tại vòng bảng của ABC Cup. Nhiều người nhận xét rằng Nguyệt Anh luôn khiến cho mọi người yên tâm khi cô có phong độ khá ổn, nhưng cú phát bóng của Nguyệt Anh luôn gây khó khăn với khâu bước 1 của đối thủ. Về phía Hoàng Thị Kiều Trinh thì cô gái này cũng là gương mặt thi đấu nổi bật nhất của tuyển nữ Việt Nam ở hai giải đấu là ABC Cup lẫn ASEAN Grand Prix 2022. Đội chuyền thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Thông tin thi đấu ngày một tiến bộ và dần trở thành trụ cột của đội dưới thời của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong 3 trận đấu vòng bảng ASEAN Grand Prix, Kiều Trinh đã ghi tổng cộng 31 điểm. Không chỉ là cây ghi điểm số 2 của đội, cô gái trẻ sinh năm 2001 còn cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự.
Nếu tiếp tục cải thiện khả năng bước 1 thì Kiều Trinh hoàn toàn có thể trở thành vận động viên toàn diện nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Việc những vận động viên của Việt Nam được các đội bóng quốc tế để mắt tới là một tín hiệu vui. Nhìn vào mặt bằng chung hiện tại của các vận động viên thì có thể thấy rằng chúng ta không thiếu các vận động viên có khả năng chuyên môn tốt, lối đánh thông minh và đa dạng, đáp ứng được yêu cầu của các đội bóng quốc tế. Việc được ra nước ngoài thi đấu sẽ là một cơ hội lớn để các vận động viên Việt Nam có cơ hội học hỏi, cải thiện và trau dồi bản thân để có thể phát huy được tối đa sự năng lực chuyên môn của mình. Nhìn vào sự tiến bộ của Thanh Thúy khi sang Nhật thi đấu là một ví dụ điển hình, hoặc trước đó trong quá khứ chúng ta có đàn chị Ngọc Hoa hay cầu thủ trẻ Bích Thủy cũng từng sang Thái thi đấu và đã có một bước tiến rõ rệt trong chuyên môn. Tuy nhiên, nhận được lời mời và có thể thi đấu cho Nakhon Ratchasima hay không lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Kiều Trinh và Nguyệt Anh hiện đang khoác trên mình màu áo lính. Đó là lý do khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về việc bộ đôi này có thể xuất ngoại thành công hay không. Trong quá khứ thì đàn chị Kim Huệ chính là ví dụ tiêu biểu nhất. Tượng đài bóng chuyền nữ Việt Nam từng nhận được rất nhiều lời mời từ các câu lạc bộ quốc tế khi thi đấu cho Bộ Tư lệnh Thông tin và sau này là Ngân hàng Công Thương. Tuy nhiên, những vướng mắc thủ tục trong thời gian khoác áo lính khiến cho Kim Huệ không thể xuất ngoại. Và cũng chính Kim Huệ thừa nhận rằng việc không thể ra nước ngoài thi đấu chính là nuối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp vận động viên của cô. Vì vậy, việc người hâm mộ mong mỏi chứng kiến những cầu thủ xuất sắc như Kiều Trinh hay Nguyệt Anh sang Thái Lan thi đấu cần phải chờ thêm thời gian để có câu trả lời. Và đây cũng là thông tin cuối cùng của tạp chí bóng chuyền hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một tuần nữa để chia sẻ về những thông tin nóng nhất của bóng chuyền trong và ngoài nước. Đừng quên theo dõi fanpage bóng chuyền Việt Nam và website webthetao.vn để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!